đẩy theo Trương Vũ Hành, như là ủng hộ cho cái chỗ cũng hấp dẫn, thì sự thành công của Hành năm nay cũng được là nhờ cái chỗ của MC của cô Nhung, để cho cái tiệc của mình nó càng hoành tráng và làm thành công hơn. Hôm nay Thành và Nhung sẽ tặng các anh chị một bài Sầu Tím Thì Đã.
quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát và phần giao lưu của một nữ ca sĩ xinh đẹp là cựu thành viên của nhóm Mắt Ngọc Top 6 Tin Đông Nghi The Voice 2017. Xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị nữ ca sĩ Ngọc Khai La cùng với phần trình diễn của vũ đoàn Star. Điều đầu tiên thì Ngọc là chúc cho bà chị nhóm ngày mai của chúng ta sẽ ngày càng thành công và phát triển và không chỉ có việc trời lâu thú từ tim mang tên hot xin được cùng thưởng thức.